Đến với kênh tăng tốc mùa thi của thầy ha. Ok, rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài tập đối với động từ. Và cái dạng này thường xuất hiện trong đề thi đại học của mình ha. Ok, ví dụ em nhìn vào trong cái câu này đây. À, đây là từ tiếng Anh đã được mã hóa thành tiếng ngoài hành tinh đấy đó. Rồi, và vị trí điền ở đây là đứng đầu câu. Em chọn thầy là to verb, verb in hoặc là verb by ed. Ok, thì tất nhiên là to verb, verb in, verb by ed, ba cái này đều có khả năng đứng đầu câu khi em chọn đáp án. Tuy nhiên mỗi loại ha, mỗi dạng động từ này nó sẽ có cái cách đứng và vị trí những dấu hiệu khác nhau ha. Cho nên chúng ta sẽ đi học cái bài này. Thầy hy vọng rằng sau cái bài này các em sẽ làm tốt cái phần này được chưa? Rất là đơn giản thôi. Rồi, đầu tiên mình sẽ có ví dụ đây, mình có 6 câu. Em nhìn vào đây để có cái ví dụ này đây. Tất cả đây, cái chỗ mình cần chọn, cần điền đó là đầu câu, được chưa? Ở đây có mấy câu đây, có hai câu cách ngang dấu phẩy, ở đây có hai câu cách ngang dấu phẩy, đây chỉ có một câu duy nhất thôi, câu này cũng có một câu thôi, đây có hai câu cách ngang dấu phẩy, đây cũng vậy, được chưa? Và vị trí là bắt mình chọn những cái từ như là verb in, to verb này kia. Rồi, đầu tiên em chọn đáp án là to verb. Chọn là to verb khi có những dấu hiệu như sau. Thứ nhất, khi có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy. Có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy thì trong câu mình phải là hai câu được ha. Rồi, và cái câu số 2 này thường bao gồm những từ mang tính chất là khuyên răn, bắt buộc, cần như. Bây giờ mình có câu số 1 phải câu số 2, và cái câu số 2 này bắt đầu bằng những từ như là gì? Có những từ như là gì? Should, bạn nên, you had better, bạn tốt hơn hết là, you ought to, bạn cần, you need, bạn cần, you have to, bạn phải, you must, bạn phải, vì you never, bạn đừng bao giờ làm cái này cái kia, được chưa? Phải nhớ giùm thầy nhé. Thứ nhất là gì? Nó sẽ có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy, và câu thứ hai là chứa những cái từ như thế. Ok, bây giờ thầy sẽ xét hai ví dụ như sau. Đây, thứ nhất ở đây sẽ có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy. Câu số 2 bắt đầu có chữ gì? Should. Thì đáp án chắc chắn mình sẽ liên tưởng tới chữ to, right? Và đáp án của thầy là to remember, ok? To remember the new words you should write down. À, để nhớ những cái từ này, bạn nên viết nó xuống, bạn phải viết nó xuống, bạn cần viết nó xuống, bạn đừng bao giờ viết nó xuống. À, ví dụ vậy, được chưa? Ok. Cái ví dụ thứ hai cũng vậy em ha. Có hai câu và giữa có một dấu phẩy này. Đây là hai câu nối nhau bằng một dấu phẩy. Và câu số 2 chứa từ have to, bạn phải học hành chăm chỉ hơn. À, thì chắc chắn đáp án của thầy là to pass, to verb rồi. Để đậu kỳ thi đại học ha, bạn phải học hành chăm chỉ hơn. Nhớ giùm thầy nha. Để đậu kỳ thi đại học sắp tới đó, các em cần phải học hành chăm chỉ hơn. Chưa? À, tại vì đó là một kỳ thi rất là quan trọng ha. Và nếu mà em không có gì, không có gì học hành đàng hoàng ngay bây giờ thì sau này sẽ hối tiếc thôi. Tại vì cái bây giờ đề thi đại học á, nó sẽ gì bám sát chương trình rất là nhiều, nó tích tụ trong một quá trình học tập, tích lũy đó trong một quá trình học tập, mà nếu các em không chú ý ha, là to nha. Cho nên nhớ giùm thầy ha, hãy nghiêm túc từ bây giờ. Ok, và nhớ giùm thầy ha, đó là mình chọn to verb ha. Bây giờ mình sẽ chọn verb in này, chọn cho thầy verb in. Thứ nhất, câu chỉ có một câu thôi, ở đây là loại thứ nhất ha, chỉ có một câu thôi. À, thì tất nhiên rồi, chỉ có một câu thôi thì em sẽ cần một cái verb in đóng vai trò làm chủ từ. Tại verb in mình gọi là gì? Danh động từ mà. Thì em cần một cái verb in để đóng vai trò là chủ từ cho một mớ đằng sau. Ví dụ hai cái này này, đây. Thì tổn hại cho sức khỏe của bạn. Cái gì tổn hại? Tất nhiên là một danh từ rồi. À, vậy em chọn thay smoking. Chưa? Đó, chỉ có một câu thôi thì verb in sẽ đứng đầu đóng vai trò là chủ từ. Hút thuốc thì có hại cho sức khỏe của bạn. Speaking English very easy. Nói tiếng Anh thì rất là dễ dàng. Đó, nhớ cho thầy ha. Câu chỉ có một câu thôi thì em cần một gì verb in đứng đầu câu đóng vai trò là chủ từ. Ok. Trời. Tiếp theo em cũng chọn verb in nhưng mà loại số 2 là có hai câu và được nối nhau bằng dấu phẩy em này. Có hai câu được nối nhau bằng dấu phẩy. Đây là dạng rút gọn hai chủ từ giống nhau ở hình thức chủ động mà mình đã được học từ năm lớp 11 rồi. Thì dạng này như thế nào? Chưa? Thứ nhất nhớ trong thầy này, loại 2 này, có hai câu nối nhau bằng một dấu phẩy. Đây là dạng rút gọn hai chủ từ giống nhau ở hình thức chủ động. Thì tất nhiên rồi, khi có một hai câu nối với nhau bằng dấu phẩy và có liên từ thì nó có chủ từ giống nhau, khi thì em có thể làm gì? Rút gọn cho nó ngắn hơn.
bằng cách như sau. Bây giờ xét hai ví dụ ha. Một ví dụ thôi. When Mr. Donald Trump saw the dog, he ran away. Khi ông Trump ha thấy con chó, ông ấy bỏ chạy. Thì rõ ràng ở đây có hai câu và được nối nhau bằng một dấu phẩy này. Được chưa? Và điều là gì? Ám chỉ một người, đó là ông Trump. Thì em có thể rút gọn bằng cách bỏ when ha và bỏ gì? Bỏ chủ từ đằng trước đi và động từ chính sẽ đưa về verb in. Được chưa? Thì đây. See in the dog, trả về nguyên mẫu rồi mà thêm in em ha. See in the dog. À, thấy con chó ha. Mr. Donald Trump run away. À, chị Donna thì viết sai đây này. Viết nhầm này này. Ok. Rồi. Thấy con chó ha, Mr. Donald Trump bỏ chạy. Ok. Nhớ nha. Hai câu có chủ từ giống nhau. Hai câu có chủ từ giống nhau. Thì em có thể rút gọn chủ từ thứ nhất và lấy động từ chính trả về nguyên mẫu và thêm in. Cho thầy, ở đây thấy con chó, verb in là câu chủ động đấy em. Verb in đứng đầu câu đó là chủ động, thấy con chó. Ai thấy? Donald Trump thấy, được chưa? Rồi giải tiếp theo, em chọn đáp án là verb 3 ed đứng đầu câu cho thầy. Manh mối như sau. Có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy. Đây là dạng rút gọn hai câu có chủ từ giống nhau ở hình thức bị động. Nó giống như dạng hồi nãy thôi, giống như cái dạng này đây, giống như cái dạng này. Nhưng hồi nãy là chủ động ha, còn bây giờ là câu bị động, được chưa? Rồi. Ví dụ như sau. Mặc dù ngôi trường được thành lập năm 1990, nhưng nó vẫn đang trong cái điều kiện rất là tốt bây giờ. Đó, mặc dù được xây dựng năm 1990 lận ha, nhưng bây giờ nó là gì? Vẫn trong điều kiện tốt. Em có thể rút gọn bằng cách gì? À, bỏ liên từ đi, bỏ chủ từ thứ nhất đi, bỏ cả to be luôn và mình chỉ còn chữ gì? Chữ build thôi. Thì đây là ở hình thức bị động em ha. Build được xây dựng năm 1990. Ai được xây dựng? Tất nhiên là cái chủ từ the school rồi. Tại vì hai chủ từ giống nhau mà, thầy bỏ chủ từ đằng trước đi. Thì chủ từ đằng sau đằng trước là một. À vậy cái ngôi trường được gì? Xây dựng năm 1990. Nhưng bây giờ nó vẫn trong cái điều kiện rất là tốt, được chưa? Rồi. Vậy khi đi thi làm sao em có thể gì? Em biết đó là câu gì? Câu gì? Chủ động như hồi nãy đây. À, như câu hồi nãy đây. Làm sao em chọn pop in là câu chủ động? Và khi nào em chọn cho thầy gì? Câu gì? Bị động như cái này. Thì em để ý giùm thầy này, để ý nhá. Nếu đằng sau mà thường là có dưới từ hoặc liên từ, chưa? Thì đó là câu bị động pop 3 ed. Chưa? Còn nếu đằng sau mà có danh từ, đây, danh từ á, thì thường là câu chủ động là pop in. Tại vì có danh từ là có tân ngữ để em tác động vào, thì là câu chủ động thôi. Thấy, thấy cái gì? Thấy con chó, đó là chủ động, chọn pop in ha. Còn nếu đằng sau mà là gì dưới từ, em chọn thầy pop 3 ed nhá. Nó không đúng 100% đâu, tại vì có một số giới từ bắt buộc đi với động từ, được chưa? Đó, nhưng mà nó hết 99% khi em đi thi rồi. Ok, rồi nhớ cho thầy nha. Thì đó là một số cái dạng mà mình hay gặp thôi. Bây giờ mình sẽ xét lại cái ví dụ, những cái ví dụ này ha. Rồi, thứ nhất, khi làm bài bước 1 đầu tiên á, em phải nhìn trong bốn đáp án để biết rằng à, đề cho cái dạng gì, là chia dạng động từ và vị trí đầu câu. Thì em ưu tiên thằng này trước này, em ưu tiên câu B trước. To verb là mục đích để làm cái này cái kia. Thì đằng sau thường chứa những từ như là gì? Should, may, xin lỗi, should, have to, have better, or to, need, never. Đúng không? Và đây nó chứa từ should. Vậy đáp án chính là câu B. Ok, câu B, bờ, B. Ok. Câu 2 cũng vậy, em sẽ nhìn coi. B, to verb. Em nhìn có cái dấu hiệu không? Có luôn, have to luôn. Phải chọn ngay câu gì? Câu B, được chưa? Câu 3 ở đây em chỉ thấy một câu duy nhất thôi. Có một câu duy nhất thầy nói rồi. Có một câu duy nhất thì em cần câu C là pop in để đóng vai trò là chủ từ. Cái việc hút thuốc thì có hại cho sức khỏe của cậu bạn, được chưa? Cái câu tiếp theo cũng vậy. Ở đây gì? Có một câu thôi. Em cần câu C pop in đóng vai trò là chủ từ. Câu tiếp theo này, mình có hai câu này. The dog, Mr. Donald Trump run away. Ở đây có hai câu được nối nhau bằng một dấu phẩy. Thì chắc chắn mình sẽ chọn cho thầy là câu C hoặc câu D. C là câu chủ động và D là câu bị động. Thầy nói rồi, muốn chọn chủ động hay bị động, một em dịch, hai là em sẽ set vị trí. Nếu dịch này, thấy con chó, ai thấy? Donald Trump thấy, vậy là câu chủ động rồi, chọn ngay câu C, được chưa? Nhưng mà lỡ may trong quá trình đi thi em không dịch được thì sao? Thì em nhìn vị trí sau này này, đây đây, the dog là một danh từ, thầy nói rồi, sau mà có danh từ thì đó là câu chủ động, chọn câu C, được chưa? Và câu cuối cùng em cũng thấy như thầy, có hai câu được nối nhau bằng một dấu gì?
dấu phẩy hết, có hai câu được nối với nhau bằng dấu phẩy thì đáp án của thầy một là câu C, hai là câu D. C là câu chủ động, D là câu bị động. Có hai cách làm để mình chọn giữa chủ động và bị động, đó thứ nhất là dịch nghĩa. Ai ai được xây dựng để em trường học ha, trường học được xây dựng, chọn ngay câu gì, câu D. Hoặc em làm cách thứ hai là em nhìn đằng sau này đây, có giới từ em chọn thấy bị động là verb by ed, ok. À thì đó là một số dạng ha.